Nhiều người nói rằng cây này là chạm xăng cho đàn ông, thực ra, nó cũng rất hữu ích đối với phụ nữ. Có câu nói đau lưng đau gối, không thể thiếu được cây đỗ trùng, có thể nói rằng nó là một sự tồn tại không thể thiếu trong y học phương Đông. Nó không chỉ có thể dùng chữa cả nội, mà còn có thể dùng chữa cả ngoại. Chúng tôi chủ yếu sử dụng vỏ ngoài của nó, trước đây thường phải chặt cây để lấy vỏ, cách làm này đối với nó là tàn phá. Người ta hiện nay đã trồng rộng rãi. Để duy trì tính bền vững của loài cây này, hiện nay chủ yếu sử dụng phương pháp bóc vỏ một cách cục bộ, chỉ bóc vỏ ở phân 13 hoặc 12, sau vài năm như vậy, nó lại phục hồi sức sống. Vì vậy nói rằng cây cỏ cũng giống như con người, mọi thứ đều cần có một mức độ, phải lấy vỏ cây một cách có khoa học, vòng lặp lặp đi lặp lại, chỉ có thế mới có thể cung cấp lặp đi lặp lại cho chúng ta. Bạn đã biết về cây đỗ trùng chưa? Bạn còn biết nó có những tác dụng gì không? Xin chào các bạn đã đến với kênh Lớp Nha Trang. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một bí mật từ thiên nhiên, cây đỗ trọng, một loại dược liệu quý hiếm ẩn mình trong những cánh rừng sâu. Bạn có biết rằng vỏ của cây đỗ trọng có thể được sử dụng để làm trà? Chỉ cần một tách trà đỗ trọng mỗi ngày, bạn có thể cảm nhận ngay những lợi ích tuyệt vời cho gan và thận của mình. Nhưng đừng nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là một loại trà bình thường. Câu chuyện đằng sau cây đỗ trọng này đầy bất ngờ và những công dụng của nó chắc chắn sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên. Vậy tại sao cây đỗ trọng lại được coi là một báu vật trong y học cổ truyền? Hãy cùng theo dõi đến cuối video để khám phá bí ẩn của loại cây dược liệu đặc biệt này và tìm hiểu cách mà nó đã thay đổi cuộc sống của bao người. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đừng bỏ lỡ, vì những điều kỳ diệu từ cây đỗ trọng đang chờ bạn khám phá. Từ hơn 2.000 năm trước, cây đỗ trọng đã được ghi chép trong cuốn Thần Nông Bản Thảo Kinh, một trong những cuốn sách y học cổ truyền nổi tiếng của Trung Quốc. Đỗ trọng là một loại cây thuốc quý có vị cay, tính ấm và thường được sử dụng dưới dạng vỏ cây khô. Đặc biệt, đỗ trọng nổi tiếng với những công dụng tuyệt vời như bổ gan, cường gân cốt, cố tinh và an thai, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Theo truyền thuyết, câu chuyện về cây đỗ trọng gắn liền với cuộc sống của những người tiều phu sống trong rừng sâu. Cha tôi, một tiều phu lâu năm, đã sống cả đời vất vả, không ngày nào được nghỉ ngơi. Ông cùng những người tiều phu khác ngày ngày phải làm việc nặng nhọc, vượt núi đốn củi. Khi về già, cha tôi và những người tiều phu ấy thường xuyên chịu đựng những cơn đau lưng, đau đầu gối không dứt. Nhìn cha và những người bạn của ông khổ sở, tôi quyết tâm tìm kiếm một loại dược liệu có thể giúp họ giảm bớt đau nhức. Một hôm, trong khi đang tìm kiếm trong rừng, tôi tình cờ phát hiện một loại cây có vỏ dày, chắc chắn. Một người già trong làng đã nói với tôi, đây là cây đỗ trọng, nếu lấy vỏ cây này nấu thành trà, uống vào sẽ giúp cường gân cốt, bổ thận, giảm đau lưng, đau đầu gối. Tôi nghe theo lời chỉ dẫn, vượt qua một ngọn núi cao, và cuối cùng đã tìm thấy cây đỗ trọng. Sau khi mang vỏ cây về, tôi nấu thành trà cho cha và các tiều phu khác uống. Thật kỳ diệu, từ khi uống trà đỗ trọng, chân tay của họ không còn đau nhức nữa, sức khỏe dần được cải thiện. Nhờ tác dụng kỳ diệu của cây đỗ trọng, nó đã trở thành một loại cây thuốc quý, được nhiều người biết đến và sử dụng. Người ta đặt tên cây là đỗ trọng để tưởng nhớ đến công dụng tuyệt vời của nó, và tên gọi này được lưu truyền cho đến ngày nay. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của kênh Lớp Nha Trang. Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục chia sẻ những khám phá về các loại cây thuốc quý. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like. Hãy bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ kênh. Cây đỗ trọng là một loài thực vật đặc hữu của Trung Quốc, nổi tiếng với vỏ cây được chế biến đặc biệt theo phương pháp y học cổ truyền. Khi vỏ cây bị bẻ gãy, nó có thể kéo dài ra những sợi mảnh, biểu thị cho giá trị dược liệu quý báu của nó. Cây đỗ trọng được coi là một nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng của Trung Quốc. Trong dân gian, cây đỗ trọng thường được liên tưởng đến một người tên Đỗ Trọng. Có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh nhân vật này và mối liên hệ của ông với việc sử dụng vỏ cây để kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức khỏe. Trong Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân cũng có nhắc đến cây đỗ trọng, nhưng nhiều người cho rằng ông dựa vào các truyền thuyết để ghi chép lại. Theo một số nghiên cứu chính xác hơn, cây đỗ trọng được cho là bắt nguồn từ vùng núi Vu Châu của Trung Quốc, đặc biệt phát triển ở khu vực Trung Nguyên và Tứ Xuyên. Đỗ trọng là loại cây toàn thân có giá trị, từ vỏ cây đến từng bộ phận khác đều có thể được sử dụng.
Loại cây này có khả năng chịu lạnh tốt, thậm chí ở những khu vực lạnh giá của Trung Quốc, nó vẫn sinh trưởng mạnh mẽ và trở thành một loại cây cảnh độc đáo, là một cây thân gỗ lớn, cây đổ trọng có thể cao tới gần 20 mét. Gỗ đổ trọng có chất liệu cứng, thớ gỗ đẹp, màu sắc sáng, lại còn có giá trị y dược, thích hợp để làm các sản phẩm từ gỗ như đũa và đồ dùng bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, vỏ cây đổ trọng còn được dùng trong y học cổ truyền, và cả hoa lẫn lá của nó đều có thể làm trà thảo dược, có tác dụng tốt cho sức khỏe. Đổ trọng cũng là cây có hoa đơn tính, hoa đực rất dễ thu hoạch và là nguồn phấn hoa dược liệu quý. Trung Quốc đã phát triển các sản phẩm trà hoa đổ trọng và xuất khẩu sang nhiều nước châu Á, được đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt, vỏ cây đổ trọng còn chứa những sợi mảnh màu trắng bạc, được gọi là vàng của thực vật bởi giá trị kinh tế và dược liệu cao của nó. Dù không giống với cấu trúc hóa học của cao su tự nhiên, nhưng sợi đổ trọng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như hàng không, dây cáp và lốp xe. 别忘了杜仲还会拉丝，树皮中丰富的银丝，实际是一种胶质成分，被称为植物黄金。虽然这种胶质与天然橡胶的化学结构不同，但作为世界上第二大天然胶质，杜仲胶应用前景极广，尤其是在航空航天、光缆、电缆、包裹体、重型卡车轮胎等领域。 Ngoài ra, quả của cây đổ trọng cũng có công dụng tuyệt vời. Quả đổ trọng chứa nhiều dầu, có thể ép lấy dầu và chế biến thành các loại thực phẩm chức năng và đồ uống lên men. Là một loại dược liệu đặc hữu, đổ trọng hiện nay đã trở nên rất quý hiếm và được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngày nay, Trung Quốc đã phát triển thành công các phương pháp nhân giống và trồng cây đổ trọng với quy mô lớn, đảm bảo nguồn cung dồi dào và ổn định. Đồng thời, việc nghiên cứu và ứng dụng sâu rộng vào sản xuất giúp cây đổ trọng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Trung Quốc. Trong tương lai, để thúc đẩy ngành công nghiệp đổ trọng phát triển, cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách quốc gia và đầu tư lớn. Từ việc tập trung vào quy mô trồng trọt đến việc mở rộng các sản phẩm từ đổ trọng, tất cả đều góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và chiến lược kinh tế xanh của đất nước. Từ những năm 1950, các nhà khoa học Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu về sợi đổ trọng như một giải pháp thay thế cho cao su tự nhiên. Sau nhiều thập kỷ phát triển, sợi đổ trọng hiện đã được sản xuất với quy mô lớn và đang dần mở rộng vào các ngành công nghiệp quốc phòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy nội dung thú vị và bổ ích, hãy nhấn like và share để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Đừng quên đăng ký kênh Lớp Nha Trang để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những điều mới mẻ và hấp dẫn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.